Bạn đã bao giờ nghe nói về người tuyết chưa? Người tuyết là một sinh vật bí ẩn đến từ không gian bên ngoài. Toàn thân nó trắng bệch, ánh mắt sắc bén, trong tay cầm một thanh kiếm siêu to khổng lồ. Chuyện này xảy ra khi tôi còn nhỏ. Còn nhớ vào mùa hè tuyết rơi dày đặc vào thứ bảy, tôi và Tứ Lư đang chơi đùa với động vật nhỏ ở phía sau núi. Anh Cầu, anh Lư, tha cho tôi đi. Trên tôi có con nhỏ chưa chào đời, dưới có người già 80 tuổi. Tôi bèn cùng Tứ Lư kéo nó đi về hướng về nhà. Đến cửa nhà, chỉ thấy trong sân nhà tôi có một cái lồng sắt nhỏ. Hay là nhốt nó vào trong lồng trước đi, được. Cậu về trước đi, được. Tứ Lư liền xoay người rời đi, tôi cũng trở về phòng. Đến nửa đêm, tên đó đập vỡ lồng sắt, lao ra ngoài. Tự chui về, nó lại đi vào trong lồng. Đại ca, tôi rất ngoan, lần này sẽ không chạy trốn nữa. Ngươi nghe lời như vậy sao? Nhưng ta không yên tâm. Tôi thực sự biết sai rồi. Tôi mỉm cười nhìn nó, không nói gì, xoay người liền đi vào phòng. Đi vào trong, khiêng nồi lớn ra ngoài, đặt xuống đất. Đại ca, anh đang làm gì vậy? Tắm nước nóng cho ngươi. Đại ca, anh thật tốt. Ngươi tự vào, hay là ta đưa ngươi vào? Người ta muốn anh bế vào. Anh cái quẩn què. Mùi hương bay khắp thôn, thơm quá đi. Đây là thứ gì mà lại thơm như vậy? Hai người bọn họ chạy về phía nhà tôi cùng lúc. Đột nhiên, bốn mắt nhìn nhau. Hai người các ngươi đang làm gì vậy? Đừng đánh nữa. Tứ Lư, đánh mệt chưa? Có muốn tắm nước nóng không? Được. Đừng đi tới. Hắn muốn giết ngươi. Ngươi nói láo. Chúng ta chính là bạn thân nhất. Một lát sau, tương truyền khi con người sắp chết sẽ xuất hiện một vài điềm báo, ví dụ như nhìn thấy một vài thứ tâm linh đáng sợ. Chuyện này xảy ra khi tôi còn nhỏ. Lúc đó tôi là đứa bé ốm yếu trong thôn. Người dân đều nói trên người tôi có bệnh, không dám tới gần tôi. Trong thôn chỉ có nhị đàn chịu chơi với tôi. Nhị đàn cũng giống như tôi, không có người tới gần cậu ta. Bởi vậy hai người chúng tôi chơi rất vui. Cuộc sống vốn có thể cứ tiếp tục như vậy. Nhưng vào một buổi chiều, ông Vương đi ngang qua chúng tôi. Nhưng tôi nhìn thấy trên người ông ta hình như có thứ gì đó. Tôi liền đem chuyện này nói với nhị đàn. Nhị đàn lập tức bịt miệng tôi lại. Nhưng những lời này vẫn bị ông Vương nghe thấy. Ông ta là một người nóng tính, nhưng không hề đánh tôi, mà chỉ đem chuyện này nói cho thôn trưởng. Thôn trưởng vốn không để chuyện này trong lòng, nhưng ngay ngày hôm sau, ông Vương liền chết ở trong nhà. Bởi vì chuyện này quá kỳ quái, thôn trưởng liền chĩa mũi nhọn về phía tôi, cảm thấy chúng tôi là sao chổi xui xẻo, muốn đuổi chúng tôi ra khỏi thôn. Nhưng tôi nhìn thấy trên đầu thôn trưởng có một vài thứ không sạch sẽ, tôi cũng không hề nói ra. Sau đó, nhị đàn cùng đưa tôi rời khỏi thôn. Ở bên ngoài, nhị đàn nói với tôi, cẩu đàn, chuyện của người khác chúng ta tốt nhất không nên quan tâm, nếu không người bị thương vẫn là chúng ta. Tôi ghi nhớ câu nói này, sau đó chúng tôi luôn đi lang thang bên ngoài. Thôn trưởng cho rằng sau khi chúng tôi rời đi, trong thôn sẽ ngày càng tốt đẹp, nhưng không ngờ chỉ trong một tháng ngắn ngủi, người trong thôn đã chết hơn phân nửa, ngay cả con gái của mình cũng nằm liệt giường. Vào một ngày nọ, thôn trưởng nhìn thấy bóng dáng của tôi và nhị đàn. Không biết tại sao, thôn trưởng tin rằng tôi và nhị đàn nhất định có thể cứu con gái của ông ta, còn luôn miệng xin lỗi vì chuyện trước đó. Nhị đàn cuối cùng đã mềm lòng bèn đồng ý. Vào giây phút nhìn thấy người, nhị đàn lập tức lui ra sau vài bước. Tôi cũng có chút hoảng sợ lui về phía sau. Chúng tôi nhìn thấy bên cạnh con gái của thôn trưởng có một người mặt mày tái nhợt đang đứng. Tôi biết thứ đó chính là thần chết. Thần chết sau khi nhìn thấy tôi lập tức đi về phía tôi. Tôi rất sợ hãi, nhưng nhị đàn trực tiếp chặn ở trước mặt tôi. Thần chết hình như rất sợ hãi. Nhị đàn lại đi tới bên cạnh con gái thôn trưởng. Nhị đàn nói với thôn trưởng, chỉ có đến đêm tối cậu ta mới có thể trừ tà. Thôn trưởng cũng đồng ý. Sau khi đến đêm, nhị đàn ngồi trong sân, còn dùng hai chiếc lá liễu bịt mắt tôi lại, đồng thời bảo tôi không được mở mắt trong mọi trường hợp. Sau đó tôi nghe thấy một tiếng đánh nhau lạch cạch. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, nhị đàn mình đầy thương tích ngồi bên cạnh tôi, toàn thân đầy vết máu. Con gái của thôn trưởng đã bình an vô sự. Đến ngày hôm sau, chuyện này liền truyền đi xôn xao, nhị đàn cũng trở thành người nổi tiếng. Mỗi khi tôi hỏi về chuyện đó, nhị đàn luôn mỉm cười cho qua.
Bạn đã bao giờ nghe nói về người giả chưa? Người giả là một loại sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Toàn thân hắn hai màu đỏ đen, hai mắt trống rỗng, tứ chi ngoằn ngoèo, có được kỹ năng tàng hình mà sinh vật bình thường không có. Hắn sẽ ẩn thân trong đám đông, đi trên đường phố, có vài người sẽ tự dưng mất đầu không giải thích được. Đến nay vẫn chưa ai phát hiện ra hành tung của hắn. Chuyện này xảy ra vào thời Tôn Ngộ Không mới dậy thì, cũng là thời thơ ấu của tôi. Còn nhớ vào một mùa đông giữa mùa hè của thứ Bảy ngày 89 tháng 10 năm 2024, trên trời rơi xuống đầy tuyết lông ngỗng. Tôi lái xe tăng, đi lang thang khắp nơi trên bầu trời, cuộc sống vô cùng nhàn nhã. Người anh em tốt, sao cậu không đi nữa? Hết xăng rồi. Người anh em, cậu cố gắng gượng thêm một chút nữa, người không đổ xăng cho ta, ta gắng gượng cái con gì? Ngã chết ngay tại chỗ, không còn cách nào khác. Hợp nhất chi thuật. Như vậy trong lòng tiểu bảo bối 70 tuổi của tôi dễ chịu hơn nhiều rồi. Đột nhiên phía trước, cầu đàn, nhớ cho kỹ, ngày hôm nay của năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Nổ pháo. Triệu hồi thần thú, Bạch Long Ngư. Rồng lớn gầm gừ, bò sữa dũng cảm. Không sợ khó khăn, không sợ gian khổ. Chung ya, chung ya. Cười rớt đầu là có thật, cẩu đàn, hiểu lầm, đây chắc chắn là hiểu lầm. Một thằng danh xuất hiện trước mặt tôi, tên này sao lại giống Tứ Lưu thế? Thằng danh đó nhảy lên, trực tiếp tấn công về phía tôi. Bạn đã bao giờ nghe nói về kiếm thần chưa? Kiếm thần vốn là một cây kiếm từ thời thượng cổ, đi theo Ma Tôn, rong ruổi khắp thiên hạ. Sau này, do sự bại trận của Ma Tôn, khiến cho kiếm thần không rõ tung tích. Không ai ngờ, sau khi nó bại trận đã chạy trốn vào khe núi tăm tối, che giấu ma khí. Nó ở đó suốt 1.000 năm, lúc xuống núi đã biến hóa thành hình người, có điều biến hóa có chút là quẻ, nhưng vẫn rất đáng yêu. Chuyện này xảy ra khi tôi còn nhỏ, còn nhớ ngày đầu đông vào mùa hè, tôi đang ở nhà nhóm lửa, buôn bán lựu đạn mini. Hơn 1.000 cái lựu đạn mini đều đã bán sạch, không có các anh em. Cái này tôi tự giữ lại mà chơi. Tạm biệt các anh em, 8 giờ mỗi tối, không gặp không về. Cẩu đàn, mau đi xem sao băng. Ở đâu, ở bên ngoài, nhanh nhanh nhanh, nếu không sẽ hết mất. Nhìn xem, sao băng kìa, đậu xanh rau má. Tiểu đệ của Tứ Lưu liền không vui. Ngươi dám đánh đại ca của ta? Đánh hay lắm, đánh thử nhẹ. Kéo đại ca của ngươi cút đi. Đại ca, đi mau, cẩu đàn, ta không phục. Ngươi có gì muốn nói sao? Nhà tôi vô cùng khó khăn. Từ nhỏ mẹ đã nói với tôi, con nhà nghèo phải tự lập sớm. Ngươi đi đi. Nửa đêm canh ba, một luồng ánh sáng chiếu vào giữa thôn chúng tôi. Đột nhiên, lá rụng điên cuồng, một người kiếm xuất hiện trên bầu trời thôn chúng tôi. Hắn tỏa ánh hào quang, khí nuốt sơn hà, anh dũng khí phách, đẹp trai mê người. Tự ngã chết.
Bạn đã nghe nói về xác sống bao giờ chưa? Trong thời hiện đại xa xôi, có một nhóm người cổ đại. Bọn họ không có chân tay, chỉ có thể lê lết để đi lại. Nhưng một đêm nọ, có một thứ tốt bụng xâm nhập vào thôn của họ, tàn sát họ. Tiếng khóc than vang dội cả núi rừng. Từ đó về sau thôn này liền biến mất. Một cách khó hiểu, chuyện này xảy ra khi tôi còn nhỏ. Vào một đêm tối đen như mực, trưởng thôn đang kể chuyện cho chúng tôi nghe. 500 năm trước, nơi này vốn là một nghĩa địa. Sau này vì một vấn đề thần bí, tổ tiên của chúng ta đã rời nơi bí ẩn đó, đến nơi heo hút khỉ ho cỏ gáy này để khám phá bí ẩn. Vấn đề gì vậy? Vấn đề này có chút thâm sâu, mau nói nhanh đi, lợn ăn vài quả dưa hấu thì biết lái máy bay. Đúng là quá thâm sâu, trưởng thôn, lợn nhà tôi đang đẻ, tôi phải về nhà một chuyến, tôi đi trước đây, gà trống nhà tôi đang đẻ trứng, tham gia Thế vận hội Olympic, tôi phải về nhà, cổ vũ cho nó, tôi cũng đi đây, con bỏ nhà tôi sinh tám, tôi phải về đỡ đẻ, tôi đi trước nhé. Thế giới này thật kỳ diệu. Trưởng thôn liền đứng dậy rời đi, đi chưa được bao xa, một cơn gió lạnh thổi tới. Tiểu đệ, tính gì thế? Chắc là chó sủa, kệ đi. Anh Tứ Lư, không phải sợ, tôi xông lên trước. Tứ Lư sợ chết ngắc. Rạng sáng, Tứ Lư dần dần sống lại. Cái thứ vừa nãy đâu rồi? Ra đây cho ông. La lối gì đấy? Đột nhiên, một anh chàng tài hoa xuất chúng hiện ra, đẹp trai mê hồn, vừa tốt bụng vừa thân thiện, đang gặm một cái đầu người. Xác sống nhìn thấy cảnh trước mắt có chút hoang mang, bèn dè dặt tiến lại gần. Hello, tôi quay lại, đại ca, em không làm gì cả. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng liếc mắt đưa tình với hắn. Em đi trước nhé. Sau khi đã chạy xa, tôi moi một thứ từ trong quần xịt ra. Bạn đã bao giờ nghe nói về quái vật đầu to chưa? Quái vật đầu to là một loại sinh vật bò sát, di chuyển bằng bụng, nhưng nó di chuyển rất nhanh, leo cây cũng cực kỳ giỏi. Chỉ có điều là leo mãi không được, nó quanh năm suốt tháng sống trong nghĩa địa, cảm giác chết để sinh tồn. Tuy rằng có vẻ ngoài gớm ghiếc, nhưng từ nhỏ đã vô cùng nhát gan, thế nên được gọi là quái vật anh dũng. Chuyện này xảy vào thời tinh nhuệ lấp biển, lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, còn nhớ hôm đó là thứ 8 năm thứ 3 trước công nguyên. Tôi một mình ở sau núi chơi cùng đám kiến nhỏ, mọi chuyện đều vô cùng bình thường, không hiểu làm sao đột nhiên tất cả chúng đều bất động. Lúc này trời cũng tối sầm lại, tôi liền đi theo hướng về nhà. Lúc đi ngang qua nghĩa địa, đột nhiên gió thổi cuồn cuộn, sấm vang chớp giật. Một lúc sau, trời đổ cơn mưa kia, đột nhiên một cái đầu cực kỳ kinh dị ngoi lên từ nghĩa địa. Đánh cho nó choáng váng. Tôi mới chợt nhận ra tôi hành xử không được thân thiện cho lắm, lương tâm cắn rứt vô cùng, cho nên thế này mới khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn chút. Tôi lại tiếp tục đi xuống núi. Khi về đến cửa nhà, đậu xanh, một thằng danh đang phá nhà của tôi. Thế là tôi liền đi tới. Tứ Lư, ngươi làm cái gì đấy? Ngươi mù à? Không thấy ta đang dỡ nhà ngươi à? Ngươi xuống đây trước, cái thứ như ngươi mà cũng xứng ra lệnh cho ông. Định mệnh. Tôi bèn kéo xác của Tứ Lư ra nghĩa địa, tìm một chỗ chôn nó. Dù sao cũng từng là anh em tốt với nhau, tôi cũng không nhẫn tâm để nó phải phơi thây ngoài đường. Đến nghĩa địa lại chỉ thấy thằng danh đó. Tôi liền bước tới. Đừng khóc nữa, ta mang đồ ăn vặt cho ngươi đây, nhìn đi. Cầu ra, ngươi tốt với ta quá. Không phải khách sáo, thế ta đi trước nhé. Đậu xanh, có độc. Bạn đã bao giờ nghe nói về kẻ biến thái này chưa? Hắn không có chân, mà có 7 xúc tu, cả người bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, nội tạng vắt vẻo ở ngoài. Hắn từng là nạn nhân của chiến tranh thế giới thứ nhất, và cũng là người may mắn sống sót duy nhất. Hắn kéo lê thân xác bị bỏng nặng, chật vật bò về phía trước. Vết thương này cũng trở thành ngòi nổ chí mạng cho quyết tâm báo thù nhân loại của hắn. Hắn thực chất là một người cô đơn, thường xuyên gào thét như sói vào ban đêm. Chuyện này xảy ra vào thời Ngu Công rời núi, lúc ấy tôi vẫn còn nhỏ, còn nhớ vào thứ 8 ngày 81 tháng 3 năm 2020. Vạn vật hồi sinh, người nhỏ đang tự do bơi lội trên trời,
dưới đất cá con đang hân hoan giao lưu võ thuật. Mọi chuyện đều bình thường đến không thể bình thường hơn. Còn tôi vì tàn sát cả thôn mà bị tống vào tù, bị tạm giam 3 ngày. Lúc này Tứ Lư mang đồ ăn vặt vào thăm tôi, cẩu đàn ăn đi cho nóng. Tôi vừa giết tiểu đệ của tôi, còn nóng hổi đấy. Tôi nhận lấy, vừa ăn vừa khóc như mưa. Tôi xúc động nhìn Tứ Lư. Tứ Lư, người anh em tốt. Lúc tôi khó khăn nhất cậu vẫn ở bên tôi. Đậu xanh, không nêm muối à? Lần sau nhất định tôi sẽ nêm. Tôi bước đến, không sao. Tứ Lư ngoan, một cái tôi ăn không đủ, phải ăn 2 cái. Sau khi ăn no tôi bèn nằm xuống. Đêm khuya, một cơn gió thổi qua, tôi từ từ chìm vào hôn mê. Lúc mở mắt ra một lần nữa, tôi phát hiện ra mình đang đứng giữa thôn, bên cạnh la liệt những mảnh vụn thi thể. Một tên xanh còn đang nhìn chăm chăm vào tôi. Đột nhiên tôi nhanh trí cầm đầu xuống, mở ra, lấy 2.000 đồng tôi giấu kỹ bao năm ra, trong đó có 1.500 đồng là của Tứ Lư. Anh đẹp trai, tôi xin dâng hết cả gia sản của tôi, tha cho tôi đi, thằng cờ hó. Đậu xanh, ngươi khinh thường ta đấy à, nhìn ta có giống kẻ hám tiền không, ngươi lấy thêm 1.000 nữa đi. Đột nhiên chân của Tứ Lư chậm rãi đứng lên. 1.500 đồng của ta. Dám cướp của ông đây, muốn chết đây mà, đáng đời nhà ngươi. Bạn đã bao giờ nghe về người chết hay chưa? Toàn thân hắn thối rữa lở loét, giống như từng bị cắn xé. Người bình thường chỉ cần nhìn hắn một lần đều sợ đến hồn bay phách lạc. Từng truyền vào thời nhà Thanh xa xưa, có một nhân vật tài giỏi tên là Mạnh Khương Nữ, không biết bị tên khốn kiếp nào hãm hại mà bị xử chém bằng rìu, máu chảy thành sông. Lập tức trời đổ tuyết giữa tháng 6, oán khí sau khi chết ngưng tụ thành hơi nước, không hề có liên quan gì đến quỷ chết thay. Chuyện này xảy ra vào thời nhà Tống, lúc ấy tôi còn nhỏ, còn nhớ hôm đó là một ngày mùa hè cực kỳ lạnh giá, thứ 9 ngày 32 tháng 7 năm 2023. Khi ấy thôn chúng tôi vẫn tương đối yên bình, cho đến khi có một chuyện cực kỳ khủng khiếp xảy ra. Từ đó về sau dù là ban ngày hay là buổi sáng, đều yên tĩnh lạ thường. Ở hướng nam phía bắc của thôn chúng tôi, có một lão già trẻ tuổi không ma nào ngó ngàng tới, dựa theo vai vế mà tính, đáng ra tôi phải gọi hắn là chú ba của ông cố bà cô ba. Chú ba của tôi lại không đến thôn chúng tôi như thường lệ, mà sang thôn bên cạnh bán đồ chơi. Thôn bên cạnh đúng là chốn náo nhiệt người đông, chỉ có điều không có một bóng người. Vừa hay Tứ Lư cũng đang chơi ở đó nhìn thấy ông. Chú ba, hôm nay có đồ chơi gì hay không? Cái này gọi là tình bạn bền vững, cái này gọi là lựu đạn, cậu thích cái nào, có thể giới thiệu cho cháu một chút được không? Được, cái lựu đạn này, châm lửa, đặt vào tay cậu. Ta còn chưa giải thích xong mà đã đi đâu mất rồi. Trời tối ông ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Khi đi đến cánh rừng rậm phía sau núi, có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Quay ngoắt lại, phát hiện không có ai. Thằng danh đó bèn kéo hắn vào sâu trong rừng. Đi được một đoạn, đột nhiên một anh chàng vô cùng ưu tú xuất hiện trước mắt, đang thực hiện hành vi cướp bóc. Tôi cũng không biết thằng danh đó đào đâu ra dũng khí, vừa tới đã khiêu khích tôi, sao tôi có thể nhịn được, liền lao vào choảng nhau với hắn. Tuy rằng hắn ra tay tàn nhẫn, vừa mạnh vừa biết pháp thuật, nhưng tôi đã bị hắn đánh bay. Tôi ngồi dậy, tôi biết mình đánh không lại, thế là liền triệu hồi bảo bối của mình ra. Bạn đã bao giờ nghe kể về bà già mặt mèo chưa? Nếu nửa đêm gặp phải một người hai tay cầm hai cái cưa, vậy thì có lẽ đấy chính là bà già mặt mèo. Bà ta thường xuất hiện vào đêm khuya. Nếu như bạn gặp phải bà ta sẽ lao thẳng xuyên qua người bạn. Truyền thuyết kể rằng sinh vật này bắt nguồn từ Sơn Hải Kinh. Chưa có người nào thực sự gặp phải bà ta, bởi vì người từng gặp bà ta đều đã chết thảm. Ngoại trừ một người duy nhất, hắn đeo một chiếc mặt nạ thần bí, nhưng vẫn không che nổi khuôn mặt đẹp trai khiến bao thiếu nữ chết mê chết mệt của hắn. Khuôn mặt xấu thậm tệ, mắt thì lấm la lấm lét, khiến người ở xa ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp trai không thể nào cưỡng nổi. Chuyện này xảy ra hồi ông cố tôi 8 tuổi, lúc ấy tôi mới 600 tuổi. Nhớ hôm ấy là một ngày mùa đông nóng như đổ lửa, thứ 3600 ngày 88 tháng 17 năm 2027, trời đổ cơn mưa bom nguyên từ rất lâu về trước, thế giới loạn lạc, chẳng liên quan gì đến chuyện này cả.
Tôi ở nhà làm thơ, vừa làm được một bài thơ xong, bỗng nhiên tôi nhìn sang Tứ Lư, phát hiện dây giày của Tứ Lư bị lỏng. Tứ Lư, cậu nhìn chữ này đi, không khác gì mãnh hổ xuống núi, giao long xuống biển, lại nhìn nét vẻ này đi, mảnh mai uyển chuyển, đúng là tuyệt tác của thế gian. Tôi cũng muốn khiêm tốn lắm, nhưng tài năng không cho phép. Không làm bị thương em bé 80 tuổi của chúng ta chứ. Cậu xem, khuôn mặt đẹp trai như thế mà bị ngã sấp mặt, tôi đau lòng quá. Sau này có ai có thể kế thừa vị trí trụ cột đỉnh cao của nhan sắc thế giới đây? Cậu kế thừa đi Tứ Lư, tôi không đủ đẹp. Thật sao? Thật đấy. Thế thì giữ cậu lại còn tác dụng gì? Làm bẩn cả nhà tôi. Thế là tôi kéo Tứ Lư đi trên một con ngõ nhỏ đông đúc nhưng lại không có một bóng người. Không xa có một cây đại thụ, dưới gốc cây toàn là mắt người. Tôi liền đi đến, treo Tứ Lư lên cây. Tứ Lư, cậu xem tối nay mặt trời đẹp biết bao, còn có biết bao con mắt nhỏ bé ngắm nhìn cậu. Cậu hạnh phúc thật đấy. Đột nhiên đống con mắt đó nhắm lại. Thằng nhóc, còn nhớ ta không? Không biết, đoán xem ta là ai. Lẽ nào ngươi là... Chúc mừng ngươi đoán đúng rồi. Ta chính là... Dâu rơi xuống rồi. Một lát sau... Bạn đã bao giờ nghe nói về người phụ nữ rách miệng chưa? Người phụ nữ rách miệng sinh sống tại nơi địa phủ vừa ôn hòa vừa đẹp đẽ. Bà ta không chỉ tên là người phụ nữ rách miệng, mà còn có một cái tên khác là người phụ nữ miệng rách. Bà ta vốn là một con quỷ lang thang trên đường Hoàng Tuyền. Một trận động đất xảy ra tạo nên hố đen trong địa phủ. Thế là bà ta đã trốn ra. Sau khi đi tới trần gian, bà ta gặp được một người đeo mặt nạ. Từ đó cuộc đời cũng đi tới hồi kết. Chuyện này xảy ra khi bà cố tôi 4 tuổi, khi ấy tôi mới 800 tuổi. Mặc dù tôi nhỏ tuổi, nhưng cũng không giấu được vẻ đẹp trai của tôi. Còn nhớ hôm ấy là một đêm khuya thứ 10, ngày 32 tháng 7 năm 2026, Tứ Lư đang học lớp phụ đạo về nghịch bom, đứng bên cạnh chính là giáo sư của trường. Tôi là giáo sư Quỷ Mã, yêu cầu em trả lời câu hỏi của tôi được không? Vâng, thưa thầy. Vậy xin hỏi em học sinh này. Thưa thầy, thầy bị mù à, xin hỏi em học sinh này, chuột ăn mấy quả trứng là có thể bán pháo? Em hãy trả lời to câu hỏi của tôi. Trả lời cái con khỉ, em là người trẻ, sao lại chửi bậy thế? Tứ Lư liền tạo dáng xoay người một cách phóng khoáng, đi xa khỏi trường học. Khi đã đi khỏi trường một đoạn xa, đi đến một cái khe núi bằng phẳng gọi là khe núi dốc. Thằng cờ hó nào đặt tên này thế? Đậu xanh. Hiểu nhầm rồi đại ca. Một trận lở đất kéo theo một cơn lốc xoáy thổi bay mái nhà của tôi. Tứ Lư, cậu lại chết rồi. Yên tâm, tôi sẽ báo thù cho cậu. Tôi liền tốc biến đi ra trước cửa. Đột nhiên, trên trời mây đen kéo đến. Sau một hồi sấm rung chớp giật, một mùi u ám kinh dị ập đến. Đại ca, đầu anh cứng thật. Ngươi làm gì đấy? Ta cũng có. Bạn đã bao giờ nghe nói về linh hồn ba mặt chưa? Linh hồn ba mặt hay còn gọi là linh tử. Trong thân thể hắn tồn tại ba phân thân. Một là tính ác, hai là tính thiện, ba là tính người. Bình thường hắn hay sống gần chùa miếu, sống dựa vào linh khí nơi đó. Nhưng một ngày nọ chùa miếu đột nhiên biến mất. Linh hồn ba mặt mất nguồn linh khí để sinh tồn, bèn bắt đầu hút máu người ở trong thôn để sống. Đây chắc chắn là chuyện kinh khủng nhất trong lịch sử. Chuyện này xảy ra lúc tôi còn nhỏ, nhớ hôm đó là thứ 9, ở một thôn phía nam, ở phía tây bên phía bắc đằng đông của thôn bên cạnh chúng tôi. Tên là thôn Trẻ Ngoan. Trong thôn này, có một ông lão thông minh tuyệt đỉnh, mọi người hay gọi là Vương Đại Thông Minh. Hắn sống dựa vào nghề bói toán. Vào ngày thứ 8 của thứ 9, cũng là ngày tập hợp trong thôn chúng tôi. Ở đây tập hợp tất cả nhân tài xuất sắc trên toàn thế giới. Có ông già tàn tật nhiều năm vác xe lăn vững vàng chạy như bay. Có thằng câm xuất khẩu thành thơ, có trưởng thôn văn chương lai láng, có thằng ngốc Tứ Lư, còn có đàn em tay cầm siêu vũ khí của Tứ Lư, đều tập hợp ở đây, đàm luận nhân sinh, khéo làm sao Vương Đại Thông Minh từ trên trời hạ xuống. Định mệnh. Anh bạn,
tôi thấy cậu có kiếp nạn phải đổ máu. Ông không cần hù dọa tôi, cái này ai mà chả biết, tôi đã chết mấy chục lần rồi, quen rồi. Tôi tặng cho cậu một lá bùa, nó có thể bảo vệ cho cậu. Tú Lưu nhận lấy lá bùa, tỏ ra nghi ngờ. Cái này có tác dụng thật sao? Cậu thử là sẽ biết. Sau đó Vương Đại Thông Minh bèn nổ banh xác biến mất, màn đêm buông xuống. Tú Lưu cầm lá bùa lật lên lật xuống, nhưng không nhìn ra nó có tác dụng ở chỗ nào. Bèn đứng dậy đi đến nhà tôi. Lúc này tôi đang ở nhà tập thể dục. Cẩu đàn, Vương Đại Thông Minh tặng cho tôi một lá bùa. Cậu nhìn xem thứ này có tác dụng gì không? Người anh em tốt, để tôi thử xem. Tứ Lư nghèo ngay tại chỗ, tôi bèn thờ cúng cho Tứ Lư. Dù sao cũng là do tôi, trong lòng có chút áy náy. Thế nên tôi đặt trái cây mà tôi thích trước linh vị của Tứ Lư, rồi cắm củi ăn. Sau khi ăn no, tôi bèn đi ra khỏi nhà. Nhìn bầu trời chi chít mặt trời, tôi trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên, Vương Đại Thông Minh đứng gần đó nở, nụ cười kinh dị. Chớp mắt, mây đen kéo đến, trời tối đen không còn mặt trời. Một tia chớp xẹt qua, đánh cho sống dở chết dở. Tôi đi lên lập tức sơ cứu, lại bồi thêm vài phát. Bèn quay người đi vào trong nhà. Trong nháy mắt, xác của Vương Đại Thông Minh hóa thành một cụm khói đen. Một tên mặt mày hiền từ lập tức hiện ra trước mặt tôi. Chỉ thấy hắn vừa vung tay, bên cạnh lập tức xuất hiện hai tên đàn em. Ba đánh một, không chột cũng què. Xem ngươi nói gì này, cứ làm như bọn ta từng chơi đẹp vậy. Chỉ thấy ba thằng danh đó lao tới tấn công tôi. Tự tông nghèo luôn. Bạn đã bao giờ nghe nói về sát thủ nửa đêm chưa? Toàn thân hắn hai màu trắng đen, đôi tay cực kỳ nhạy bén, tứ chi hoàn hảo không được đầy đủ. Mọi nơi mà hắn đi qua đều vang lên tiếng nước chảy kinh dị, tương truyền rằng hắn là người kiếp trước bị bạn giết chết oan. Kiếp này đến tìm bạn trả thù, hắn không hề hung tàn như những tên hung thần khác, nhưng hắn có một tuyệt chiêu, gọi là vu thuật, có thể điều khiển người khác, để bạn tỉnh táo chứng kiến cái chết của chính mình. Chuyện này xảy ra vào thời khủng long nhà Hán. Năm đó tôi vẫn còn nhỏ, còn nhớ hôm đó là thứ 9 ngày 31 tháng 2 năm 2007. Vào một trận mưa bão nhỏ, cơn bão đó đã nhấn chìm toàn bộ thôn của chúng tôi, mà tôi may mắn chạy được đến nhà Tứ Lư, cùng nướng đầu với Tứ Lư. Tứ Lư, người ta đói rồi, tôi cũng hơi đói, nhưng chúng ta ra ngoài bằng cách nào đây? Bên ngoài bị nước nhấn chìm hết rồi, để tôi nghĩ cách. Có rồi, tôi và Tứ Lư liền lái xe tăng băng qua vũng nước. Cẩu đàn, cậu lái xe tăng nhìn đẹp trai thật đấy. Đột nhiên một ông già bị tàn phế lâu năm, tay khiêng xe lăn, đứng chặn ở phía trước, dùng tư thế nhanh như chớp, lao như điện xẹt về phía tôi. Ngã chết ngác tại chỗ, tôi và Tứ Lư bốn mắt nhìn nhau, phải ngáo đá thế nào mới nghĩ đến chuyện tông vào xe tăng. Cũng may tôi tốt, sợ ông ta đau. Bây giờ người tốt như tôi không còn nhiều. Tứ Lư nhìn kìa, tay ông ta vẫn đang cử động. Có phải là đang cảm ơn tôi không? Chúng tôi lại tiếp tục hành trình tiến về phía trước. Bất giác đã đến nửa đêm, đột nhiên một luồng yêu khí mạnh mẽ từ sau lưng chợt rãi xuất hiện. Tứ Lư, cậu làm gì thế? Tứ Lư không nói năng gì, chỉ thấy mắt cậu ta biến thành màu xanh, nội tạng trống rỗng, hai tay sắc bén như móng vuốt bóp chặt lấy cổ tôi. Tôi dần dần cảm giác được mình sắp hôn mê. Đột nhiên, tôi rút một con dao từ sau lưng ra, định thử đặt nó. Má nó, đây có phải người không? Sợ vãi. Xin lỗi nhé, lỡ trượt tay. Bạn đã bao giờ nghe nói về búp bê trời nắng chưa? Hắn có diện mạo cực kỳ đáng yêu, toàn thân hai màu đen trắng, có móng vuốt giống như cua, trong tay luôn cầm một quả thận siêu to khổng lồ. Hắn thích sống ở nơi âm u ẩm ướt, lấy mãnh thú trong rừng làm thức ăn. Hắn cũng là đại ca của khu vực sau núi. Nhưng không lâu sau đó, bởi vì con người độc ác đốt cháy, phá hoại môi trường, dẫn đến quê hương của hắn bị phá hủy nghiêm trọng, búp bê trời nắng bèn quyết định xuống núi tàn sát con người để giải quyết mối hận trong lòng. Chuyện này xảy ra khi tôi còn nhỏ. Buổi trưa thứ bảy, tôi ở nhà nấu cơm, con chó nhà tôi chạy tới cười hì hì nhìn tôi cũng cười hì hì nhìn nó. Nhưng khi tôi cười hì hì nhìn nó lại không vui nhìn tôi. Tôi cũng không để ý, bèn lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Tứ Lư. Tứ Lư, sao thế cẩu đàn, đến nhà tôi ăn thịt chó.
cho cậu cái chân chó này. Cứ như vậy cho đến khi trời tối, Tứ Lư, trời không còn sớm, về nhà sớm một chút đi, cho cậu một cái đầu chó, mang về nhà ăn đi. Cảm ơn cậu đàn, Tứ Lư bèn đi về nhà. Đi trên con đường nhỏ rộng rãi, Tứ Lư cảm thấy vô cùng áp lực, thế này ổn áp hơn nhiều. Tứ Lư vừa về đến nhà, đột nhiên sau lưng có một trận gió lạnh ập đến, thì ra chưa đóng cửa lại bèn đi vào nhà, màn đêm buông xuống, Tứ Lư bị một trận âm thanh rắc rắc đánh thức, liền đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa phòng, phát hiện không có cái gì. Tứ Lư bị dọa sợ té tái ngay tại chỗ, tưới thẳng vào mặt thằng danh đó, nước tiểu của ngươi hơi mặn, có lẽ gần đây hơi nóng trong người. Nhìn thấy sắp đuổi kịp, Tứ Lư bèn bay lên trời. Không ổn, Tứ Lư gặp nguy hiểm, tôi bèn tốc biến tới hiện trường. Ta khuyên người tốt nhất không nên xen vào việc của người khác, vậy nếu ta nhất quyết xen vào thì sao? Cút, vậy ta buộc phải xen vào. Cút, vậy ta nhất định phải xen vào sao? Cút, vậy làm sao ta có thể không xen vào? Chọc hắn tức đến mức lấy đầu xuống, trực tiếp ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Nhìn xem, tức chết là có thật. Đừng để bị cảm lạnh. Bạn đã bao giờ nghe nói về nhện không đầu chưa? Nó có tướng mạo rất kỳ lạ. Từ vẻ ngoài của nó, chúng ta có thể thấy rằng nó rất tốt bụng. Nó là một sinh vật cực kỳ kinh dị. Theo sử sách ghi lại rõ ràng, còn phải bắt đầu kể từ đêm cực kỳ kinh khủng đó. Nhưng trong sách không viết rõ, chuyện này xảy ra khi tôi còn nhỏ. Lúc trước thôn chúng tôi vẫn tương đối yên bình. Giữa người với người chung sống cũng vô cùng hòa hợp. Nhưng dưới hoàn cảnh tốt như vậy, lại có một người tên là Đầu To, thường xuyên đến nhà tôi trộm khủng long. Vào đêm thứ 8, hắn trốn bên ngoài tường từ trước, thấy tôi đi ra ngoài, sau đó ngay lập tức trèo tường vào sân nhà tôi, lấy đầu xuống, nhìn trái nhìn phải, thấy không có gì bất thường, lập tức cầm một con khủng long lên. Đúng lúc này, đột nhiên cảm giác sau lưng ớn lạnh, hắn đột nhiên quay đầu lại. Tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này, đứa nhỏ, về nhà thôi. Đậu xanh, nhanh lên. Khi tôi vừa trở về, liền phát hiện Đầu To đang nằm trong sân nhà tôi, chân còn không ngừng co giật, mắt trừng to, máu tươi chảy đầy đất, đang chảy từng giọt ra ngoài. Tôi lúc ấy cực kỳ sợ hãi, lập tức nhanh chóng chạy đến cửa. Ngồi xuống mặt đất, cơ thể còn đang không ngừng run rẩy, bỗng nhiên một đôi mắt chậm rãi từ ngoài tường nhìn vào trong. Con lửa nhà tôi đi lên đá một cước, trực tiếp đá bay mắt của thứ đó. Không sao, tôi khóc một tháng là sẽ ổn thôi, các huynh đệ, tôi khóc một tháng là sẽ ổn thôi. Con lửa nhà tôi lại tức giận, trực tiếp đánh nhau với nó. Sau một cuộc đấu tranh khốc liệt, con lửa nhà tôi bị đánh bay, nhưng nó là một con lửa kiên cường. Lập tức lái xe tăng của tôi, lao về phía kẻ địch. Tôi cũng xông lên giúp một tay. Bạn đã bao giờ nghe nói về rết mặt người chưa? Rết mặt người chia làm hai loại. Một loại là rết độc, chuyên thích truy bắt những người mặc quần áo màu đỏ vào ban đêm. Loại còn lại gọi là rết nhỏ, hắn ta nhát gan, hở tí là bị nhân loại làm hại. Chỉ có thể ở trong rừng sâu núi giả bắt một ít côn trùng nhỏ, có đôi khi còn không đuổi kịp. Chuyện này xảy ra khi tôi còn nhỏ. Còn nhớ vào đêm mùa hè thứ 9 kia, tôi đang đốt lửa trong sân, chơi điện thoại di động, tín hiệu khỉ khô gì thế này. Lúc này toàn thân Tứ Lư phát sáng, cực kỳ ngầu lòi, từ trời rơi xuống. Cậu đàn, cậu xem video của Mim Gấu Trúc vừa hài vừa kinh dị cảm thấy thế nào? Xem rất phê à? Vậy còn không nhanh chóng like và đăng ký đi. Toàn xem chùa không à? Được. Người anh em tốt, cậu theo tôi vào nhà một chuyến.
còn dám đánh tôi bèn trở về nhà. Lúc này đầu của Tứ Lư đang lăn tới bên cạnh rết nhỏ. Đây là cái quái gì thế này? Hắn chạy vào trong sơn động. Đại ca, tôi vừa bị người ta ức hiếp. Ở đâu? Đại ca đi báo thù cho cậu. Ở bên ngoài, bọn chúng liền đi ra khỏi sơn động. Thứ này sao lại xấu xí như vậy? Tứ Lư trong nháy mắt liền không vui. Lão đệ, người hại chết ta rồi. Bạn đã bao giờ nghe nói về bê con này chưa? Bê con này là một sinh vật đa dạng, nó biết bay, biết tốc biến, biết biến hình. Chuyện này xảy ra khi tôi còn nhỏ, vào buổi trưa thứ 8, tôi nhớ lại thời điểm Tứ Lư còn sống. Lúc đó người trong thôn đều rất khỏe mạnh, mỗi ngày đều chạy đua ở cổng làng. Cũng có lúc rất đoàn kết, ví dụ như cùng nhau đốt nhà người khác. Mặc dù có chút quá đáng, nhưng lúc trước thật sự rất vui vẻ. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp đã bị một tiếng kêu thảm thiết của Tứ Lư phá vỡ vào đêm khuya yên tĩnh đó. Cẩu đàn, tôi bị con bê kinh dị trong truyền thuyết bắt nạt. Con bê rách đó mà dám bắt nạt bạn thân nhất của tôi sao? Để tôi trừng trị nó trả thù cho cậu. Chỉ thấy giờ phút này Tứ Lư tràn đầy nước mắt. Cẩu đàn, cậu thật sự là huynh đệ tốt của tôi. Hảo huynh đệ. Còn dùng ánh mắt này nhìn tôi, phá hủy nghiêm trọng tình huynh đệ giữa chúng ta. Như vậy nội tâm tôi đã dễ chịu hơn nhiều. Tôi cảm thấy nội tâm của Tứ Lư cũng nghĩ như vậy. Còn phải hầm một khoảng thời gian nữa. Tứ Lư, tôi đi ra ngoài bắt một vài con thỏ rừng cho cậu, để làm bạn với cậu. Tôi mang theo một ít đồ đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa không lâu, phía không xa, hình như dây giày của tôi lại lòng. Tôi vừa đứng dậy. Người to lớn như vậy, lại bắt nạt một em bé 80 tuổi như ta. Người trời không đẹp. Ngươi thì chơi đẹp, ngươi thì hay, cả nhà ngươi đều hay phải không? Bạn đã bao giờ nghe nói về sinh vật này chưa? Nó là một loại sinh vật theo kiểu phân chia, có thể luôn luôn tiến hành phân chia. Sự hình thành của nó là sự hủy diệt nghiêm trọng của con người đối với môi trường. Trên sông khắp nơi đều có thể thấy được rác thải, rừng rậm chặt phá nghiêm trọng, làm cho động vật trong rừng không có chỗ ẩn thân. Rác có thể thấy khắp nơi trên đất liền, chất đống thành núi. Nó chính là dựa vào môi trường như vậy để củng cố bản thân. Càng có hậu thuẫn kiên cường như vậy, làm cho nó liên tục nhận được dinh dưỡng, sinh sôi không ngừng, bất tử bất diệt. Chuyện này xảy ra vào thứ Bảy, ngày 1 tháng 7 năm 2023, cũng là thời thơ ấu của tôi. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 700 của tôi. Tứ Lư mang theo bánh ngọt bị thiêu đến tổ chức sinh nhật cho tôi. Cẩu đàn, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn Tứ Lư, đến ăn bánh ngọt nào. Cẩu đàn, đao pháp của cậu thật là cao siêu, cũng thường thôi. Chúng ta hãy ra ngoài đi dạo đi. Đang nửa đêm nửa hôm, chúng ta đi đâu? Tôi muốn đi đến cây ước nguyện phía sau núi để thực hiện một ước nguyện. Được, vậy đi tới nhà xe lấy xe trước đi. Chúng tôi bèn nắm tay nhau, đi tới trong nhà xe. Lái chiếc nào được đây? Vẫn là lái xe tăng đi trái phố đi. Đường núi cũng không thích hợp lái xe thể thao. Cậu nói có lý. Vậy đập đi. Tôi cùng Tứ Lư lái xe tăng đi về phía sau núi. Con đường phía sau núi quá dốc này, làm đầu chấn động đến mức điên đảo. Cuối cùng đã đi tới bên cạnh cây ước nguyện ở sau núi. Chỉ thấy nơi này đầy rác. Tứ Lư, tại sao ở đây lại có nhiều rác như vậy? Có lẽ là do có nhiều người đến đây ước nguyện. Quá là hợp lý. Cẩu đàn, tôi ước nguyện ở đây để thế giới tràn đầy tình yêu, để môi trường của chúng tôi không còn bị ô nhiễm, để chúng tôi có một cuộc sống khỏe mạnh. Cẩu đàn, cậu thật vĩ đại. Hay là cậu ở lại quét dọn nơi này một chút đi. Tại sao lại là tôi? Bởi vì cậu đẹp trai. Đúng. Cẩu đàn, cậu ngồi ở đây đi. Tuyệt đối không cần giúp tôi. Chút việc nhỏ này để tôi tự mình làm. Đột nhiên những thứ rác rưởi này từ từ biến hình. Cẩu đàn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ là tiểu quái, đừng hoảng sợ. Cẩu đàn, bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi cũng không biết. Mấy thứ này đánh không chết, tôi cũng sắp không trụ nổi. Giờ phút này,
nước mắt của Tứ Lư đã chảy thành sông. Cậu Tàn, kiếp sau chúng ta vẫn làm anh em tốt nhé. Cậu làm gì thế? Cậu quay về đây. Cậu Tàn, cậu hãy nhớ kỹ, kiếp này có một người tên là Tứ Lư đã từng đến với thế gian này. Tứ Lư. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? Bạn đã bao giờ nghe nói về người phế nửa tay chưa? Người phế nửa tay tên thật là Nửa Tay Phế, là một siêu cấp tỷ phú, bị bạn bè tốt bụng hãm hại, dẫn đến nợ nần chồng chất, vợ con ly tán, cuối cùng lựa chọn nhảy sông tự sát, máu đã nhấn chìm toàn bộ dòng sông, linh hồn nhập vào cây lớn bên cạnh, lập tức, tuyết rơi dày đặc, gió lạnh không ngừng. Chuyện này xảy ra khi tôi 700 tuổi, vì thời tiết, làng của chúng tôi mùa đông này cực kỳ lạnh, cổng làng vào ban đêm cũng rất yên tĩnh, duy nhất có một nơi cực kỳ ấm áp, đó chính là trong cái nồi lớn của tôi, đang nấu món mà tôi thích ăn nhất. Tứ Lư, muốn ăn không? Muốn, vậy cậu về nhà lấy bát đi. Được, Tứ Lư liền xoay người rời đi, ánh trăng ban đêm chiếu lên gương mặt vạn thiếu nữ say mê của Tứ Lư. Chỉ chốc lát sau đã đến nhà. Sao cái cây này lại xấu như vậy? Ta ăn gạo nhà ngươi à, liên quan gì đến người? Bạn đã bao giờ nghe kể về Bù Nhìn Rơm siêu cấp khủng bố chưa? Bù Nhìn Rơm là một hình phạt tàn khốc thời nhà Tần. Đầu tiên cho phạm nhân vào một cái nồi nhỏ siêu to. Người nấu hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, mà phạm nhân vẫn còn sống nhăn răng. Sau đó bị ném vào trong nước lạnh, khiến cơ thể đang nóng gặp lạnh bị nứt ra. Lúc này tay chân, da của phạm nhân đã nhìn thấy rõ những vết nứt. Sau đó vớ ra lôi vào phòng sấy, đốt lửa để cho phạm nhân nhanh khô. Mà khủng khiếp ở chỗ, lúc này phạm nhân vẫn còn tỉnh táo. Sau khi sấy khô, lấy mật ong bôi lên những chỗ nứt, vứt ra đồng hoang. Chỉ một lát sau ruồi, kiến đã bu tới. Sau mấy hôm, cơ thể đã bị ròi bu đầy, nhưng cơ thể vẫn còn nhúc nhích được. Thế là bèn bắt đầu chuẩn bị rơm dạ, kéo phạm nhân lên trên, sau đó lại lấp lên một lớp rơm nữa, từ từ khâu lại. Bù Nhìn Rơm hình thành như thế đó. Thời khắc này phạm nhân ở trong còn chưa chết hẳn, máu vẫn rơi tí tách từ trong mắt ra ngoài, rồi trực tiếp bị kéo ra sau núi treo lên. Chuyện này xảy ra hồi tôi còn bé. Ở phía bắc thôn chúng tôi có một người tên là Điền Thập Tam, sống nhờ vào mảnh ruộng, nhiều ngày ngày chăm bẵm cây trồng. Nên ngô ở trong ruộng vừa to vừa tươi tốt, đột nhiên nhìn thấy ở gần đó có mấy con sâu đang ăn ngô, bèn xông lên đuổi. Cứ thế này thì không ổn, phải nghĩ cách mới được. Thế là liền đi về nhà. Sau khi về nhà, tìm được một ít rơm, bắt đầu tết bù nhìn, miệt mài mấy ngày mấy đêm. Một bù nhìn bé nhỏ to đùng đã hoàn thành, bèn cõng bù nhìn này đi ra ruộng. Sau khi ra đến nơi, bèn chọn chỗ trung tâm ruộng. Bận cả mấy ngày trời, mệt quá. Trạng vạng tối, đột nhiên hai mắt của bù nhìn sáng lên, từ từ dãy dụa khỏi đống rơm, khiến Điền Thập Tam ở bên cạnh giật mình tỉnh giấc. Sáng ngày hôm sau, Tứ Lư đi ngang qua cánh đồng này. Giết người rồi. Cầu đàn, Điền Thập Tam tự cắm mình xuống đất. Cái gì, có chuyện này nữa sao? Mau đi xem thử. Đến ruộng, quả nhiên, Điền Thập Tam ở phía trước đang trợn trừng hai mắt, cả người cắm vào trong bù nhìn. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm phá án của tôi mà phán đoán, hắn hẳn là ngã chết. Nhưng mà cầu đàn, cậu nhìn hắn đi, đâu có giống, đúng là ngã chết. Tứ Lư, chúng ta canh ở đây, biết đâu tối nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Tôi sợ lắm. Đừng sợ, người anh em, có tôi ở đây, hay là cậu đi đi. Chúng tôi ở một mạch đến tối, đột nhiên vang lên tiếng gào thét chói tai. Tên khốn đó, cuối cùng cũng xuất hiện. Núi này ta mở, cây này ta trồng,
muốn đi qua đây để tiền mua mạng lại. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, tôi quả thật không thể nào tin được. Con quái vật đó lao thẳng về phía chúng tôi. Tôi trực tiếp vặn đầu tứ lư xuống, ném lên trời. Sau đó, tôi dùng một chiêu bay cao 360 độ. Đến tư thế lúc chết cũng bày tỏ tình yêu với tôi. Vẫn còn động đậy à? Bạn đã bao giờ nghe kể về loài sinh vật này chưa? Nó là một loài bò sát, sinh sản trong hang động, bắt côn trùng trong hang động để ăn, chưa từng rời khỏi hang động. Chuyện này xảy ra vào thời khi tôi còn nhỏ. Ngày thứ 8 hôm ấy, ở phía tây của phía nam bên đằng bắc của thôn chúng tôi, có một thanh niên tóc bạc cả năm không gội đầu, tên là Lưu Tung Tăng, năm nay mới 300 tuổi, để nuôi 8 người con. Hắn tạo ra một chợ đêm ở Dương Xuân, sống dựa vào tiền thuê quầy, phí vệ sinh và phí bảo kê. Dần dần chợ đêm càng lúc càng loạn, hắn liền bắt đầu càng ngày càng ngông cuồng. Các anh em, từ hôm nay các người đi đi, chỉ có những người xuất sắc mới được ở đây. Bắt buộc phải là người chân dài, da trắng, mặt xinh, lông mày rậm, mắt hai mí. Các người ở đây chỉ tổ ảnh hưởng đến bộ mặt của chợ, phá hoại mỹ quan nơi đây. Tứ lư lập tức điên lên, rút dao ra. Trèo xác lên trên thành, vì thế tứ lư đã bị bắt giam. Tứ lư ở trong một phòng giam nhỏ tối tăm, ánh mắt đong đầy tuyệt vọng, buồn thương và nhớ nhung, cho nên cực kỳ thèm ăn, ăn đến tai to mặt mút. Vào ngày thứ 10, đàn em của tứ lư cầm theo đồ long đao đến tìm tôi. Đồ khốn, anh em tốt của ngươi bị giam rồi mà ngươi còn ở đây. Ngươi không thấy có lỗi với anh em của mình sao? Lúc đầu ngươi đã thể thốt thế nào? Tôi không nói một câu nào, cúi đầu, vẻ mặt vừa tủi thân vừa bất lực. Chuyện này sao tôi có thể thay đổi được? Ngươi đang dạy đời ta đấy à? Đi trước dẫn đường, ta phải đi thăm tứ lư. Cẩu đàn. Nhìn cái gì mà nhìn? Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi. Trời dần tối, trên đường về nhà, đột nhiên tôi thấy trước mặt có một cái hang động, trong đó chắc chắn có đồ tốt, vào xem thử xem. Thế là tôi đi vào trong. Bên trong tối đen như mực, tôi ngồi xuống đất đốt lửa. Đột nhiên có một thứ đi qua, trực tiếp ngồi bệt xuống. Hoan nghênh khách đến nhà, hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Sau này đây chính là nhà ta. Thuở đầu hỗn độn, tam giới dung chuyển, khắp nơi trên thế gian xuất hiện rất nhiều sinh vật lạ đến từ địa ngục. Kiến hút máu là một sinh vật sống nhờ máu, có bộ não thiên tài mà các sinh vật khác không có. Cua độc nổi tiếng với sự đáng yêu, nó có hình thể khổng lồ, tàn sát đồng loại, nhưng tính cách lại vô cùng ôn hòa. Vua sói, một loại sinh vật xuất hiện vào đêm khuya, có tốc độ nổi danh thiên hạ, chỉ cần là con mồi mà nó nhắm vào đều sẽ chết, chỉ cần là thứ mà tộc sói để mắt tới, nhất định sẽ là của tộc sói. Bọn chúng đều là ma quỷ trên thế gian, đi lại trên thế gian làm sằng làm bậy, tàn sát dân chúng. Thi thể nhìn thấy ở khắp nơi sớm đã chất thành núi, máu tươi đã nhuộm đỏ sông lớn mênh mông. Lúc này xuất hiện một thiên sứ chính nghĩa, hắn không sợ mãnh thú, chém giết tất cả ác quỷ trên thế gian, giúp đỡ dân chúng, tạo ra một thế giới huyền thoại. Cuối cùng lại chết trong tay người mình tín nhiệm nhất. Chuyện này xảy ra khi tôi còn nhỏ. Tôi nhớ hôm đó là ngày 31 tháng 2 năm 2023, một đêm khuya đầy nắng vào thứ tư, ngôi làng bên cạnh đang xảy ra một trận động đất lớn, còn làng của chúng tôi chỉ xảy ra một chút lũ lụt mà thôi. Tâm trạng của tôi vào lúc này chỉ có người hiểu được mới có thể hiểu. Bất lực, buồn bã, tất cả các loại cảm xúc dâng lên trong lòng. Đột nhiên, phía trước ánh lên tia hào quang, tứ lư đang điều khiển chiếc thuyền khổng lồ chạy về phía tôi. Cẩu đàn, mau lên thuyền, định mệnh, cậu cách tôi xa như vậy, sao tôi leo lên được? Cái này cậu phải tự mình nghĩ cách. Tôi nhảy xuống nước. Thằng khốn tứ lư, tôi không biết bơi bao lâu, cuối cùng trước mắt xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Tôi bơi về phía hòn đảo. Sau khi lên bờ, tôi tìm một ít củi nhóm lửa lên, rồi ở bên cạnh đốt lửa. Xa xa thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng sói kêu, dọa tôi sợ cả đêm. Cuối cùng đã trụ đến khi trời sáng. Tôi chậm rãi đi vào trong rừng, muốn tìm chút thức ăn. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một con cua khổng lồ. Tôi lập tức sợ tới mức run rẩy trên mặt đất. Người đừng sợ, ta là một con cua tốt bụng, sẽ không làm hại người. Phía trước có một sơn động, bên trong có thể tránh được mãnh thú truy kích. Sơn động này có một lá chắn mãnh liệt bảo vệ.
mãnh thú bình thường không vào được, ngươi có thể đến đó ẩn náu một chút. Con cua nói xong liền rời đi. Định mệnh, tôi đã đói mấy ngày rồi, ta mặc kệ ngươi có tốt hay không. Bèn rút con dao của tôi ra đuổi theo. Cua quay đầu lại nhìn, cái, lập tức chạy mất dép. Nhìn thấy không ăn được thịt cua, liền đi về hướng miệng hang mà con cua nói. Đi qua vừa nhìn, quả thật có một cái miệng hang, mà trước miệng hang toàn là lá chắn phát ra ánh sáng lấp lánh. Tôi mặc kệ có lá chắn hay không, bổ một đao xuống, không có phản ứng. Thú vị đấy, liền triệu hồi ra xe tăng, bắn pháo đập tan lá chắn. Tôi đi vào trong, cảnh tượng trước mắt làm tôi kinh hãi. Tất cả đều là kho báu quý hiếm, có tranh bát mã của Đường Bá Hồ, tranh vẽ con tôm của Tôn Ngộ Không, vân vân, các châu báu nhiều đến không xuể. Có phải tôi bây giờ đã đạt đến cảnh giới cực kỳ giàu có rồi không? Trực tiếp cười sướng đến mức ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại, con cua lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh tôi. Ngươi cuối cùng đã tỉnh lại, ta mang cho ngươi món cua hoàng đế mà ta thích nhất. Tàn nhẫn như vậy sao? Ngay cả đồng loại cũng ăn. Ngươi đừng cảm thấy hoảng sợ, ở bộ tộc cua của ta không có kẻ thù. Chúng ta có lớp vỏ ngoài không thể phá hủy, sát thương bình thường không thể làm hại được bọn ta. Kẻ thù lớn nhất của bọn ta chính là đồng loại của bọn ta. Ở bộ tộc cua, ăn thịt đồng loại là một chuyện rất bình thường. Xem ra cái đảo hoang này còn kinh dị hơn so với thôn chúng tôi. Hoang đảo này là một hòn đảo cá lớn nuốt cá bé, muốn sinh tồn phải thích nghi với nơi này. Ngươi ăn trước đi, ta đi đây. Con cua bèn đi ra khỏi sơn động. Tôi ăn no bèn nằm xuống đi ngủ. Đến nửa đêm, tôi mơ hồ nghe được tiếng bước chân rất nhỏ. Đột nhiên một con sói xám lớn xuất hiện trước mắt tôi. Tôi run rẩy lui về phía sau. Đừng lui nữa, vô ích thôi. Xin lỗi, tôi cúi chào nó xong bèn nằm xuống một lần nữa. Tôi nghĩ lại, có gì đó sai sai, không được lãng phí. Liền đốt lửa nướng sói xám. Phải nói là mùi hương này thật là thơm quá đi. Tôi bèn truyền âm thanh ngàn giảm, bảo con cua đến ăn thịt sói. Con cua liền chạy về phía sơn động của tôi với tốc độ bàn thờ. Chạy tới nhìn. Hết rồi, cậu đàn, ngươi là đồ vô lương tâm. Chú ý thái độ nói chuyện của ngươi. Vâng vâng vâng, tôi sai rồi. Tôi bèn vô cùng dịu dàng đánh con cua một trận. Con cua vui vẻ rời đi. Nó vừa đi, tôi liền muốn đi nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Liền tốc biến đi tới nơi lên bờ lúc trước. Đối mặt với biển rộng trước mắt, tôi liền nhớ tới người bạn tứ lưu năm xưa của tôi. Có lẽ cả đời này không thể trở về. Đột nhiên xa xa có một thứ trôi đến. Tôi nhìn kỹ, là tứ lưu.